Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Quang, chuyên khoa phẫu thuật tạo hình. Thì hôm nay mình à, thấy cái tấm hình này ở trên mạng nè các bạn, à, do một cái bạn nào đó post trên mạng á thì các bạn đọc nè. Mình nâng mũi được 2 tuần, bạn trai rủ đi đầm sen chơi tạo lượng siêu tốc. Giờ mũi em cao bay tới nóc nhà luôn ạ. À. Thì cái tấm hình này thứ nhất là không phải cái bạn này post lên đâu mà do do một cái bạn khác, một cái người khác, người ta lấy hình người ta post lên thôi. Đó là cái thứ nhất cái thứ hai là mình không biết là đây là cái sản phẩm thật sự là do đi mổ nâng mũi tạo hình mũi hay là sản phẩm của photoshop thì mình không biết ha nhưng mà mình sẽ phân tích cho các bạn biết là cái mũi như thế nào mới là đẹp và ví dụ như là bệnh nhân tới khách hàng tới với mình nói ờ à, bây giờ bác sĩ làm đi bác sĩ làm theo ý của bác sĩ đi làm như thế nào không biết theo ý bác sĩ kinh nghiệm bác sĩ thấy sao đẹp thì bác sĩ làm thì mình sẽ làm như thế nào cho cái mũi nó đẹp thì các bạn cố gắng mổ đưa về cái chuẩn Ha các bạn xem nè tập người có phụ nữ đẹp nhất thế giới rồi về nữ về nữ đời thực ha bạn bạn coi cái mũi của người này nè rất là đẹp thấy chưa đẹp không đẹp nhất thế giới mà đó thì cái mũi như thế nào mới là đẹp thì các bạn coi nè đầu tiên mình sẽ nói về cái chiều dài trước ha cái chiều dài mũi các bạn á nó tính từ cái bờ trên mí mắt nè xuống tới cái chân mũi này nè thì nó sẽ bằng 1 phần ba chiều dài của khuôn mặt tức là làm sao tức là khuôn mặt của bạn chia làm 3 phần chiều dài thì cái chiều dài từ cái bờ trên mí mắt tới cái chân mũi này nó bằng 1 phần 3 chiều dài của khuôn mặt và nó bằng từ cái bờ trên của mí mắt tới chân tóc cũng như là bằng từ cái chân mũi cho tới cầm đó là 1 phần 3 có thể không các bạn thấy số 1 phần 3 ở đây không đó là thứ nhất là quy tắc 1 phần 3 chiều dài của mũi thứ hai là cái độ rộng của mũi các bạn thấy nè hai cái cánh mũi nè hai cánh mũi này nó nằm lọt trong hai cái khóe mắt các bạn thấy chưa đó thì cái mũi như vậy mới là đẹp còn một cái tiêu chuẩn nữa là tiêu chuẩn của chủ mũi thì mình nói sao để anh phân tích tấm hình bên đây cái đã các bạn thấy nè các bạn thấy hai cái cánh mũi của cô này không nó nằm trong hai cái khóe mắt đó, các bạn thấy không mình sẽ xem tấm hình nhìn trực diện đó mà phóng to tấm hình này lên thì các bạn cũng thấy là hai cái cánh mũi này nè cái độ rộng của cái mũi này nè nó nằm trong cái khóe mắt đó và nó bằng một phần năm chiều ngang của khuôn mặt các bạn từ đây đến đây nè bằng từ đây đến đây nè bằng từ đây đến đây, bằng từ đây đến đây, bằng từ đây đến đây và bằng 1/5 chiều dài bề ngang của khuôn mặt. Đó là cái chuẩn. Bây giờ mình sẽ nói tiếp cái tiêu chuẩn đẹp thứ nhất nữa của cái mũi là gì? Các bạn xem cái hình nhìn nghiêng nè. Các bạn nhìn nghiêng các bạn thấy cái cái trụ mũi không? Thì các bạn nhìn nghiêng các bạn sẽ thấy cái trụ mũi này nè, nó phải thấp hơn cái cánh mũi này khoảng 2 đến 3 mm. Đó. Và cái đầu mũi này nè, nó không phải dài tới đây đâu, không phải cái mũi dài là đẹp đâu các bạn. Cái mũi của người phụ nữ thì nó hơi tùn chút, nó khoảng 95 độ chứ không phải như thế này các bạn. Cái mũi này nè, các bạn nhìn vô. Cái mũi này không phải là cái mũi mà để đi chơi các bạn. Làm cái mũi này xong là để đi đóng phim ha. Để đóng phim chứ không phải đi chơi mà đóng phim kinh dị á, chứ không phải mà mà, mà đóng những cái phim bình thường. Đó. Rồi, như vậy thì bây giờ à, mình đã biết cái tiêu chuẩn của cái mũi đẹp rồi, như vậy thì làm sao mình mổ được cái mũi đẹp? Thì đó là kết hợp giữa hai yếu tố thứ nhất là yếu tố kinh nghiệm của bác sĩ, yếu tố thứ hai là cái khả năng cái cấu trúc của mũi bệnh nhân đó có thể kéo dài được hay không. Mình ví dụ như cái mũi của bệnh nhân quá ngắn, đúng không? Mình biết là mình phải kéo dài cái cái mũi của bệnh nhân bằng một phần ba chiều dài khuôn mặt, nhưng khi mà mình tách đó, mình mình đã tách rời cái sụn cánh mũi bên dưới ra khỏi cái, cái sụn cánh mũi bên trên rồi, tách ra khỏi vết ngăn rồi, nhưng mà mình kéo không dài được các bạn, cái đó thua rồi. Ha, do cấu trúc của bệnh nhân, thì mình sẽ kéo dài tối đa nhất có thể. Hmm. Cái thứ hai là nếu như mà cái mũi của bệnh nhân á, mà nó quá rộng đi thì mình sẽ thu gọn cánh mũi hay là cuộn cánh mũi hay là cắt cánh mũi tùy theo kỹ thuật. Thì nếu mà nó quá rộng ở đây nè, cánh mũi nó quá rộng ở đây thì thường mình sẽ cuộn nó vô các bạn. Mình cuộn nó vô để cho nó bằng hai cái khoảng cách của khe mắt nè. Đó. Cái đầu mũi cũng vậy, cái đầu mũi thường mình làm cái tạo hình mũi cá tái có chút á, là mình sẽ thu nhỏ lại cái mũi. À, nhìn cho nó hài hòa nó đẹp. Và cái mũi phương Tây các bạn, nó khác với cái mũi châu Á mình chỗ nào? bạn thấy mũi đẹp ha, rất là đẹp luôn. người phụ nữ đẹp nhất thế giới mà mắt cũng đẹp, mí cũng đẹp. thì uh, mình coi cái mũi của người châu âu, á, người phương tây á, thì cái này nó cao à, này nó cao. thông thường người châu á mình á, thì mình sẽ làm cho nó hài hòa, tức là nó nó cong từ đây nè, nó cong từ đây nó đi đi cong lên chút xíu vậy. À, chứ còn các bạn làm mà nếu mà nó cao quá đó thì giống như cái mũi mà nó dựng đứng luôn á, thành một cái vách dựng đứng thì nó cũng không đẹp Tại vì cái chân này nè Cái chỗ này nó phải thấp một chút à, Nó thấp nó lại một chút Thì nó mới đẹp à. Còn người phương Tây Thì cái tạng của người phương Tây á Các bạn nhìn vô cái mặt Người ta dày là đẹp Nó hài hòa với khuôn mặt Còn người châu Á của mình á, mà chơi Mà chơi cái buổi mà nó cao Từ cái góc này á Nhìn nó kỳ lắm Nhìn nó rất là thô Rất là kỳ các bạn ha